Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bao giờ Phạm Minh Chính sẽ đoạt ghế Tổng Bí thư. Từ sau thời Tổng Bí thư Lê Duẩn thì ở Đảng Cộng sản Việt Nam, ai là người thân Trung Quốc nhất là người dường như sẽ làm Tổng Bí thư. Từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh tốt nhất. Việc loại ông Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12 thành công cũng được là do có sự trợ giúp của Bắc Kinh. Về vấn đề Bắc Kinh nhúng tay vào chính trường Việt Nam cho tới nay cũng chỉ là những nhận xét mang tính chủ quan, chứ không thể có bằng chứng thuyết phục. Bởi vì những hành động can thiệp ấy, nó thuộc lĩnh vực tối mật thì không dễ gì người dân có những tài liệu như vậy. Tuy nhiên, nhìn diễn biến và động thái ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam thì biết ngay có bàn tay can thiệp từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là một ngôi sao chính trị đang lù mờ. Sinh lão bệnh tử là quy luật của trời. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã 77 tuổi, nếu cộng thêm 5 năm đương nhiệm kỳ thứ 3 nữa thì ông sẽ lên tới 82 tuổi. Trong nhiệm kỳ 3 này, người ta e rằng ông Nguyễn Phú Trọng khó mà có thể theo đến hết nhiệm kỳ. Nếu Bắc Kinh là người hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng ngồi lại ghế Tổng Bí thư thì có lẽ giờ này họ cũng đang tìm biện pháp thay thế. Tuổi thọ của Nguyễn Phú Trọng không còn nhiều, sức khỏe của ông cũng dần cạn. Nếu không lo cho người kế cận thì sẽ hụt hẫng, và quan trọng nhất, nếu nhân vật không thân Trung Quốc lên thì có thể Bắc Kinh sẽ mất tầm kiểm soát đối với Hà Nội. Hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang nổi lên một nhân vật trẻ đầy quyền lực, được thế lực và cho rằng thân Trung Quốc không thua kém gì ông Nguyễn Phú Trọng, đó chính là ông Phạm Minh Chính. Trong tình thế ông Nguyễn Phú Trọng như một ngôi sao đang mở đi thì những thế lực đang lên rất có triển vọng chám vào đây. Lợi thế lớn nhất vẫn là ông Phạm Minh Chính. Và dư luận cho rằng ông Phạm Minh Chính đó là ngôi sao đang lên. Phạm Minh Chính hiện nay mới 63 tuổi, đủ tuổi để ở lại Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đến năm 2026 thì ông Phạm Minh Chính sẽ là 68 tuổi. Lúc đó là một trở ngại để ông Chính ngồi lại tiếp tục Bộ Chính trị. Tuy nhiên, nếu trong 5 năm tới, ông Phạm Minh Chính là số 1 thì ông hoàn toàn có thể và sẽ ra suất đặc biệt cho chính ông như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm 2 lần. Danh sách Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được công bố từ Đại hội lần thứ 13. Giống hệt những lời đồn đoán rò rỉ cả tuần trước về vị trí của tứ trụ. 4 người đứng đầu lần lượt là các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Ông Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng biết là người mạnh nhất rồi. Sau ông Trọng, người ta chú ý nhất là ông Phạm Minh Chính. Người ta chú ý vì ông từ bộ máy đảng nhảy qua chính phủ để nắm ghế thủ lĩnh là người thủ tướng. Bao nhiêu đó thôi thì người ta cũng đánh giá ông là ngôi sao chính trị đang lên. Và đợi cho ông Nguyễn Phú Trọng vụt tắt thì khả năng ông Phạm Minh Chính sẽ thay thế. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, một ngôi sao chính trị đang lên. Ngoài vị trí Tổng Bí thư đã được công bố dành cho ngôi sao sáng nhất là Nguyễn Phú Trọng, 3 chức vụ còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được chính thức công bố trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Tuy đợi chính thức thì còn đến 4 tháng nữa, nhưng giờ thì ai cũng biết nhân vật thứ hai sau Nguyễn Phú Trọng đó là ông Phạm Minh Chính. Cuộc đua quyền lực chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất ồn ào. Suốt mấy tháng thì người ta chỉ thấy nổi nhất là nhân vật đặc biệt Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cho đến khi cộng đồng mạng nhận được tin dò rỉ ông Phạm Minh Chính hất được ông Nguyễn Xuân Phúc ra khỏi chiếc ghế thủ tướng thì mới biết ngôi sao đang lên không phải Vương Đình Huệ, không phải Võ Văn Thưởng và cũng không phải là Nguyễn Xuân Phúc mà là Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính, người sắp tới điều hành vùng máy kinh tế của quốc gia, một nhân vật còn trẻ xoay bốn vị kia và có khả năng sẽ leo lên tới tột đỉnh quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và dấu ấn lớn nhất của ông là thân tàu. Nếu nắm toàn bộ nền kinh tế đất nước thì trong 5 năm tới rất có thể ông Phạm Minh Chính đưa nền kinh tế Việt Nam ngày một trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Mà ai cũng được biết Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc thì người đó sẽ có quyền giữ chắc vị trí của mình. Đến Nguyễn Xuân Phúc còn bị khuất phục. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người bị thiệt thòi nhất trong cuộc đua này, đành nhận chức chủ tịch nước cho có tước vị trước khi về hưu. Đấy được xem là sự thất bại, mà người đánh bại ông Nguyễn Xuân Phúc không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính. Cũng có những nguồn tin dò rỉ cho rằng ông Phạm Minh Chính đã âm thầm câu kết với ông Vương Đình Huệ để ép ông Nguyễn Xuân Phúc phải rời ghế thủ tướng. Điều kiện đặt ra là ông Phúc
hoặc là chấp nhận suất đặc biệt thứ hai để được nắm ghế chủ tịch nước, hoặc bị loại khỏi Bộ Chính trị vì quá tuổi. Ở Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã diễn ra giữa tháng 12 năm 2020, hai ông Chính và ông Huệ đã dùng cơ cấu tuổi để ép ông Nguyễn Xuân Phúc, và có tin hai người này cũng đã dùng chiêu ép ông Nguyễn Phú Trọng nhà chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Phúc để chống ghế thủ tướng cho ông Phạm Minh Chính. Điều này là đúng hay sai thì có thể là sức mạnh của ông Phạm Minh Chính không hề kém cạnh ông Nguyễn Phú Trọng. Có điều ông Phạm Minh Chính không hề phô trương như ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc kẻ thất thế trước ông Phạm Minh Chính. Xét về thế lực hiện nay thì ông Nguyễn Xuân Phúc không có cửa cạnh tranh với ông Phạm Minh Chính nữa. Phần vì ông Phúc đã 67 tuổi, phần vì chiếc ghế chủ tịch nước mà ông Phúc sắp ngồi vào không có thực quyền. Ông Phúc giờ như đại bàng đã gãy cánh, cạnh tranh làm sao nổi với ông Phạm Minh Chính. Và thế lực ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn còn mạnh, nhưng ông Trọng đã bị ông Chính ép nhả chiếc ghế chủ tịch nước thì xem như thế của Nguyễn Phú Trọng cũng không hơn ông Chính được bấy nhiêu. Đó là chưa kể ông Nguyễn Phú Trọng là ngôi sao chính trị già đang mở dần. Ông Phúc đã yếu, ông Trọng sắp yếu, vậy hiện nay Bộ Chính trị còn ai mạnh bằng ông Phạm Minh Chính cho được? Ông Vương Đình Huệ ư? Ông Vương Đình Huệ đã yếu thế khi không thể giành chiếc ghế thủ tướng với ông Chính, thì ông Huệ sẽ không bằng ông Chính. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông ta đủ sức đối đầu với Phạm Minh Chính cả. Vì vậy, có thể nói ông Phạm Minh Chính là kẻ mạnh nhất trong tứ trụ hiện nay. Và việc đoạt chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là vấn đề về thời gian nữa mà thôi. Những người thạo tin cho rằng việc đoạt chiếc ghế thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là bước đệm của ông Phạm Minh Chính. Mục đích cuối cùng của ông Phạm Minh Chính là chiếc ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề là ông Phạm Minh Chính sẽ đoạt nó giữa nhiệm kỳ hay đợi đến cuối nhiệm kỳ mà thôi. Nếu đoạt giữa nhiệm kỳ thì hoặc phải chờ ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh, hoặc tạo trong Nguyễn Phú Trọng một căn bệnh nào đó thì mới có cơ may nắm quyền. Tuy nhiên, nếu loại được ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng phải loại luôn được ông Võ Văn Thưởng, vì theo luật nếu ông Trọng có vấn đề gì thì thường trực Ban Bí thư sẽ thay thế. Cách làm này khó vì giải quyết một lần cả hai ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng là rất khó. Không khéo hai ông này liên minh thì ông Phạm Minh Chính càng khó hơn. Còn nếu để ông Nguyễn Phú Trọng ngồi hết nhiệm kỳ thì chính ông Phạm Minh Chính lúc đó đã quá tuổi tái cử vào Bộ Chính trị. Nếu lúc đó thế lực của ông Chính đủ mạnh thì ông ta có thể tạo ra suất đặc biệt cho chính ông để giành lấy chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực. Như vậy, trong hai cách trên thì cách giải quyết cuối nhiệm kỳ sẽ dễ và nhanh hơn. Với chính phủ trong tay sau 5 năm làm thủ tướng, ông Phạm Minh Chính hoàn toàn có thể tạo vây cánh hùng hậu cho mình như ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm. Đồng thời, ông siết chặt mối quan hệ tốt với Bắc Kinh thì ông sẽ có cơ hội cao đoạt ghế tổng bí thư từ tay ông Nguyễn Phú Trọng sau 5 năm nữa. Đây là hình ảnh nhiều khả năng là năm 2026, ông Phạm Minh Chính sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng. Còn khoảng 4 tháng nữa là ông Phạm Minh Chính sẽ nắm chức thủ tướng. Cần phải xem xét xem ông Phạm Minh Chính sẽ công du nước nào đầu tiên. Nếu ông chọn đi Bắc Kinh đầu tiên thì có thể nói ông chọn ngoại giao đỡ đầu. Nếu đi Washington là tốt cho đất nước, nhưng ông ta sẽ làm Bắc Kinh không hài lòng. Với dự án đặc khu Vân Đồn và hai đặc khu khác là Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì liệu rằng ông Phạm Minh Chính có đem nốt 3 mảnh đất đó giao cho Trung Quốc 99 năm hay không mà thôi. Nếu ông Phạm Minh Chính giao thì sẽ làm hài lòng Trung Quốc nhưng mất lòng người dân. Nếu ông không giao thì mất lòng thiên triều. Làm như thế nào sẽ là do ông tự lựa chọn. Nếu ông thân tàu hơn, ông sẽ dễ dàng đoạt ghế tổng bí thư sau đó, nhưng đổi lại ông sẽ mất lòng với người dân cả nước. Và dư luận đặt câu hỏi, ai đã từng nâng đỡ ông Phạm Minh Chính? Người ta nói rằng ông Phạm Minh Chính bắt đầu đi lên từ thời ông Lê Khả Phiêu, một đồng hương Thanh Hóa, làm tổng bí thư khi ông này tổ chức một hệ thống Thanh Hóa trèo đeo chui sâu vào trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ý tưởng cải cắm ông Phạm Minh Chính vào bộ máy công an, mà đặc biệt là ông Chính có làm trong ngành tình báo công an, thì quả là một ý tưởng tuyệt vời, chưa đến thành quả và đưa đến thành quả ngày hôm nay. Từ bộ máy này, ông Phạm Minh Chính mới có cơ hội thăng quan tiến chức vào chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Rất hợp với bộ máy công an, chuyên lập hồ sơ theo dõi các đồng chí là kẻ gác cổng của Đảng, hoặc nếu cần có thể bán bí mật cho nước ngoài để tìm kiếm thế lực đỡ đầu. Tuy nhiên, liệu rằng ông Phạm Minh Chính có làm như thế không thì không ai có thể khẳng định được, bởi vì đã là bí mật thì chẳng ai có thể dễ dàng moi ra. Vì vậy mà mọi nhận xét ngoài xã hội đều dựa vào phán đoán mà thôi. Đây là hình ảnh vào năm 2016, sau khi được vào Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đã sang Trung Quốc
gặp Triệu Lạc Tế, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Phạm Minh Chính có hai công trình để lại trong thời kỳ tiền thủ tướng của ông, đó là thí nghiệm về việc bầu cử trực tiếp cấp xã và các dự án đặc khu Vân Đồn. Cả hai đều được thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh trong lúc ông làm bí thư tỉnh ủy, và đây được xem là thành quả chói lọi của Đảng. Tuy nhiên, điều đáng nói là dự án đặc khu Vân Đồn nó gắn liền với yếu tố Trung Quốc, và cũng từ đó ông Chính tiến thân rất nhanh vào chiếc ghế thủ tướng như hôm nay. Dự án đặc khu Vân Đồn của ông Phạm Minh Chính đi theo kèm với dự án đặc khu định cho người nước ngoài thuê đất tại Việt Nam trong 99 năm. Tin chấn động này đã làm nổ ra những cuộc biểu tình trong cả nước với hàng chục ngàn người vào hồi tháng 6 năm 2018. Có những nơi dẫn tới bạo động, đốt nhà, đốt xe cảnh sát tại Bình Thuận. Tuy nhiên, mất lòng dân không có nghĩa là mất lòng Trung Quốc, nên ông Phạm Minh Chính vẫn tiến thân rất vững chắc. Có lẽ cho đến nay, không còn thế lực nào trong nước đủ lớn mà có thể nâng đỡ ông Phạm Minh Chính nữa rồi. Ông đang gây dựng sức mạnh trực tiếp với Trung Quốc như Nguyễn Phú Trọng đã từng làm, với hy vọng sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 với bản tin Bao giờ Phạm Minh Chính sẽ đoạt ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.